phát hiện cô gái Huế chèo thuyền vượt sông thăm chồng sắp cưới đang cách ly. Sáng ngày 16 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng phường Hương Dân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế vừa lập biên bản xử lý một trường hợp chèo thuyền vượt sông thăm chồng sắp cưới, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sông bộ đoàn qua phường Hương Dân, Hương Trà, đó là trường hợp chị LTKO, sinh năm 1997, ngụ Hương Vân, thị xã Hương Trà. Sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về địa phương, chị KO đã đến trạm y tế phường Hương Dân khai báo và cam kết thực hiện giám sát y tế tại nhà, không tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, sau khi rời trạm y tế, chị O không về nhà mà di chuyển bằng thuyền ghe vượt sông bộ sang thăm chồng sắp cưới ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Chồng sắp cưới của chị O cũng thuộc diện đang cách ly y tế tại nhà. Ngày 15 tháng 8, sự việc chị O chèo thuyền sang xã bên thăm chồng sắp cưới, vi phạm quy định phòng chống dịch đã được chính quyền phường Hương Dân phát hiện và lập biên bản xử lý. Theo lực lượng chức năng, hành vi của chị LTKO đã vi phạm quy định về trốn tránh cách ly y tế nên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.